Có những hành trình được xây nên từ sự nhiệt huyết. Có những cơ hội khơi nguồn từ sự tận tâm. Có những thành tựu được kết tinh từ những con người tận tụy vì một mục tiêu chung. LG Vina vô cùng tự hào và hạnh phúc khi thực hiện sứ mệnh mang tới những sản phẩm chất lượng đỉnh cao, uy tín, giúp chăm sóc và nuôi dưỡng vẻ đẹp của hàng triệu phụ nữ Việt. Năm 1997, được thành lập bởi LG Household and Healthcare và Tổng Công ty Dầu Thực vật Hương liệu và Mỹ phẩm Việt Nam Vocari Max, công ty liên doanh mỹ phẩm LG Vina đã tiếp cận thị trường Việt Nam, giúp thay đổi suy nghĩ về làm đẹp cũng như thị hiếu tiêu dùng mỹ phẩm của phụ nữ Việt. Đây là giai đoạn tiền tiếp thị và triển khai hình thức bán hàng door to door. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ tại thị trường mới, nhưng nhờ những chiến lược đột phá, luôn sáng tạo, đổi mới, cùng sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ. Tháng 6 năm 2002, LG Vina chuyển đổi hình thức door to door sang mô hình kinh doanh mới. Hệ thống bán hàng trực tiếp New Marketing System NMS. Từng bước, LG Vina đã vượt qua thử thách, phát triển mạnh mẽ, trở thành công ty số 1 trong lĩnh vực mỹ phẩm tại Việt Nam. Năm 2012, sau thời gian tiếp cận, LG Vina đã thay đổi xu hướng làm đẹp, hình thành thói quen chăm sóc và sử dụng mỹ phẩm trẻ hóa da. Chúng tôi tự hào mang đến cho phụ nữ Việt cái nhìn mới mẻ và hiện đại về vẻ đẹp thanh xuân vĩnh cửu. Khách hàng khi tiếp cận với các sản phẩm của LG Vina không chỉ hài lòng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, mà cao hơn nữa là chúng ta đã mang đến những giá trị to lớn về mặt tinh thần cho từng khách hàng. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để LG Vina mở rộng và phát triển hệ thống bán hàng trực tiếp, cũng như tạo điều kiện hợp tác kinh doanh cho các nhà phân phối thuộc hệ thống NMS, New Marketing System, tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Nhờ vào sự tăng trưởng thần tốc và bứt phá, năm 2015, LG Vina vinh hạnh xếp thứ 27 trên 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Theo khảo sát của Alphabet phối hợp cùng công ty Nielsen thực hiện, từ năm 2018 đến nay, với mục tiêu mỗi phụ nữ trên dải đất hình chữ S đều có cơ hội được sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp, chính hãng và uy tín, LG Vina quyết định chuyển đổi hệ thống bán hàng trực tiếp sang hệ thống nhà phân phối New Agent NA trên toàn quốc. Khởi đầu với 21 nhà phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Quảng Ninh. Với phương châm luôn đồng hành và phát triển cùng nhà phân phối, bộ phận kinh doanh của công ty luôn nỗ lực hết mình tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời trong mọi hoạt động kinh doanh của đối tác ngay từ những ngày đầu thành lập. Trên hành trình mang sắc đẹp đến cho phụ nữ Việt, các nhà phân phối không chỉ đi một mình mà luôn có sự đồng hành của LG Vina. Từ đó tạo điểm tựa vững chắc để nhà phân phối có những bước đi mạnh mẽ, ổn định và tăng trưởng. Đến nay, chúng tôi đã có 42 nhà phân phối trải dài 23 tỉnh thành trên toàn quốc. Tại Hà Nội, tại khu vực Bắc Bộ, tại khu vực Trung Bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Trong 시간 동안 LG Vina는 전국의 모든 에이전트와 협력하고 동행하게 된 것을 영광으로 생각하고 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 항상 다양한 활동에서 에이전트를 지원할 준비가 되어 있으므로 모든 에이전트가 자신의 영역에서 성공할 수 있는 더 많은 기회를 가질 수 있습니다. 이를 통해 고객 에이전트와 에이전트 LG 비나 간의 결속력과 신뢰가 높아집니다. 안녕하세요. LG 비나 코스메틱스에서 화장품 사업 담당을 하고 있는 김영민입니다. 지난 20년이 넘는 기간 동안 저희 방판 사업은 꾸준한 성장을 이뤄왔는데요. 여러분들의 긴밀한 협업 네트워크, 그리고 열정적인 마인드, 그리고 저희의 든든한 지원이 있었기에 가능한 일이라고 생각합니다. 특히 요즘 어려운 시장 환경 가운데에서도 많은 발전을 일으켜주셔서 대단히 감사하게 생각하고 있습니다. 저희 LG 비나 코스메틱스에서도 여러분들에게 적극적인 지원과 홍보를 통해서 많은 도움을 드리고자 노력하고 있습니다. 리드할 수 있는 좋은 제품과 서비스들을 제공해서 더 큰 사업적인 발전을 이루어 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. Vina là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp toàn cầu.
Trong hành trình phát triển và hợp tác với nhà phân phối, LG Vina đã không ngừng đầu tư sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và hình ảnh của nhà phân phối thông qua nhiều chương trình marketing quảng bá sản phẩm một cách mạnh mẽ trên thị trường, với mục đích chăm sóc khách hàng, gia tăng độ nhận diện, tạo điều kiện để các nhà phân phối tiếp cận khách hàng một cách dễ dàng và thuận lợi. Những hoạt động đào tạo thường xuyên và liên tục để cập nhật kiến thức sản phẩm và xu hướng làm đẹp mới cho nhà phân phối và tư vấn viên trên toàn hệ thống. Thêm vào đó, đồng hành cùng nhà phân phối trên mọi bước chân chinh phục khách hàng, LG Vina đã không ngừng nghiên cứu cải tiến, tung ra các sản phẩm thời thượng, bắt kịp với xu hướng mỹ phẩm trên thế giới, có chất lượng tốt nhất, hình ảnh sang trọng đến tay người tiêu dùng. Những chính sách hỗ trợ đối tác ưu việt và hiệu quả, kết hợp cùng những chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng của nhà phân phối, chương trình sinh nhật, chương trình tích điểm và tri ân dành cho khách hàng. Trong suốt thời gian là nhà phân phối của LG Vina, Mercy nhận thấy được sự nhiệt tâm, gắn kết toàn diện của công ty LG Vina dành cho nhà phân phối. Vì vậy, Mercy hoàn toàn tin tưởng rằng LG Vina và nhà phân phối sẽ có bước phát triển đột phá trong tương lai. Với 18 năm gắn bó và đồng hành cùng thương hiệu Ồ Hôi Husum, hiện nay với một cương vị mới là nhà phân phối tại trụ sở 232 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Mỹ Anh, Korea luôn tự hào về những nhãn hàng mà LG Vina đưa ra thị trường. Sản phẩm thì luôn đổi mới, mẫu mã rất là đẹp, thường xuyên đem đến cho khách hàng sự thích thú và tự hào khi sử dụng. Tôi luôn luôn tin tưởng LG Vina sẽ phát triển thật sự hùng mạnh. Mỹ Anh, Korea luôn đồng hành cùng hành trình tuyệt vời này. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ LG Vina đã cho tôi một hành trình đầy ý nghĩa. Có những thời điểm khó khăn, thử thách, tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng với sự hỗ trợ nhiệt huyết, động viên, khích lệ từ LG Vina, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua thử thách, bước tới sự thành công như hôm nay. Tôi rất biết ơn và tự hào khi được đồng hành cùng LG Vina trong hành trình đầy ý nghĩa này. LG Vina luôn đứng sau, đồng hành hỗ trợ quý nhà phân phối trong tất cả các hoạt động, từ lúc quý nhà phân phối thành lập cho đến quá trình phát triển về sau. Với phương châm tôn trọng, thấu hiểu, hợp tác đôi bên cùng có lợi, chúng tôi luôn chia sẻ thông tin, cũng như là xây dựng tất cả các chương trình chăm sóc khách hàng, kết nối nhân viên, chương trình bán hàng bằng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, LG Vina chúng tôi rất quan tâm đến việc tổ chức các sự kiện tại văn phòng của đại lý cũng như là các đối tác của đại lý nhằm mục đích là kết nối nhân viên, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để quý đại lý có thể quảng bá được hình ảnh thương hiệu của mình tại khu vực. Đồng thời, LG Vina rất tự hào vì chúng tôi luôn có đội ngũ sale, đội ngũ huấn luyện rất chuyên nghiệp, luôn đồng hành và hỗ trợ quý đại lý vượt qua nhiều khó khăn. Tôi tin chắc rằng LG Vina cùng quý nhà phân phối sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa trong tương lai để mang sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp đi xa hơn nữa. Chính vì vậy, một lần nữa, LG Vina khẳng định rằng quý nhà phân phối nói riêng và kênh đại lý nói chung là một trong những kênh bán hàng trọng điểm luôn được công ty quan tâm, chăm sóc và đầu tư. Bạn biết đó, đôi khi cuộc sống của chúng ta giống như những bậc thang vậy. Bạn nghĩ rằng mình đang bước xuống, đang tụt lùi, nhưng chỉ cần bạn tiếp tục vững bước trên những bước đường mình đang lựa chọn thật kiên định, thật vững chắc, rồi bỗng một ngày bạn ngoảnh lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình đang đứng ở trên những bậc cao hơn so với những người khác. Một trong những sự kiện vô cùng ấn tượng được LG Vina đặc biệt chú trọng dành tặng cho những nhà phân phối và những bạn tư vấn viên đó là sự kiện đêm hội seminar. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ để LG Vina ghi nhận và vinh danh những thành viên, những cá nhân, những nhà phân phối và những thành tích xuất sắc ấn tượng trong một năm. Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, khích lệ những nỗ lực phát triển mạnh mẽ ở mỗi nhà phân phối. Tôi tin tưởng rằng các nhà phân phối với đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, tài ba cùng hàng trăm nhân viên luôn trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cho đến những tài năng trẻ, lĩnh hội nhiều tri thức mới mẻ đầy sáng tạo sẽ bắt kịp với xu hướng phát triển của toàn cầu. LG Vina tin tưởng rằng các nhà phân phối sẽ cùng sánh bước, thậm chí có những bước chạy thần tốc đột phá trong thời gian tới. Để đạt được những thành tựu to lớn trên hành trình nuôi dưỡng vẻ đẹp phụ nữ Việt đầy thách thức và vinh quang đó, không thể thiếu được sự cộng tác và nỗ lực hết mình của các quý đối tác, nhà phân phối. Một hành trình mang đậm dấu ấn của tinh thần đoàn kết, đồng hành, phát triển. Cùng với sự chung sức của tất cả lãnh đạo và tập thể nhân sự, LG Vina tin tưởng rằng không thách thức nào chúng ta không thể vượt qua, không đỉnh cao nào chúng ta không thể chinh phục.